hòa thượng, không ngờ cước lực của nhà ngươi quá khá, lại có thể theo kịp ta. Hãy chào đứa bé chúng ta, ta tha cho ngươi, nếu không đừng trách bổn tọa độc ác. Ngươi muốn được đứa bé này hả? Không có dễ dàng đâu. Chiêu này thật là tuyệt diệu, không ngờ gió công của nhà ngươi lại tiến bộ một cách thần tốc như vậy. Sư bá, cảm ơn lời khen của sư bá. Hãy chào đứa bé chúng ta. Qua thưa túi, tại sao ngươi lại chơi ngươi? Một mình ngươi không phải là đối thủ của bổn tọa. Nếu như ngươi không muốn làm hại đứa bé thì hãy giao cho ta. Lão hòa thượng, nhà ngươi muốn bắt đứa bé để làm cái gì? Không lẽ muốn bắt con của người ta để lấy vợ chung với nhà ngươi sao? Sư bá, không phải sư bá cùng cháu đuổi tên hòa thượng này đi. Đó là ân oán của hai người. Ta đứng ở ngoài chắp tay nhìn, không có giúp ai hết. Tiểu tử kia, ta cho người chết. Đuổi lão hòa thượng đi. Ta không thể để không được các ngươi ra đây. Kim Luân Pháp Vương, ngồi đây làm gì vậy? Tại sao người cũng tới đây? Ở trong thành Tư Dương loạn cả lời. Mấy cái tên đạo sĩ và đệ tử cái bàn đánh đấm với nhau, cản trở tay chừng. Tiền quốc tỉnh lại tìm không được, định tới về đại doanh. Không ngờ gặp đại hòa thượng nhà người. Táp Dương, tại sao lại ngồi ở đây? Có ba con thỏ chạy vào trong động, ta phải đuổi bộ chúng ra. Hả? Thì đại quốc tỉnh nó chạy vô sơn động này à? Hơi vậy là hay quá. Một con cái và một con đực và một thỏ con nữa. Ngoài vợ chồng Quách Tĩnh ra còn có tên tiểu tử Dương Quá. Để coi cả người trốn được bao lâu nữa. Muốn dùng hỏi xong rồi chúng ta ra ngoài. Bây giờ mình phải làm sao? Ta và lão hòa thượng không thù không oán. Mục đích của hắn chỉ cần đứa bé này. Ta chỉ cần bỏ đứa bé này lại, một mình chạy trốn. Ta nghĩ hắn không có kiếm chuyện gì đâu. Sự bán không được đâu. Thế nào? Ngươi đau lòng hả? Sự bán à? Để cho bọn đứa bé. Ê! Không lẽ ngươi không sợ ngân châm của ta hay sao? Không phải, chỉ là sợ sư bá mỏi tay thôi. Để cho bồng to. Ai mà không biết, nhà ngươi quỷ kế đa đoàn.
tốt hơn hết, hãy đàng hoàng một chút. Nếu bằng không, ngân châm của ta sẽ không có khách sáo với nhà ngươi đâu. Dừng quá, ngươi làm gì vậy? Sư bá, đừng nóng ruột, lát nữa sẽ biết ngay mà thôi. Sư bá, quá đi quá thôi được. Nhìn chứ chị, nhìn chứ hồi cho hài bế ra khai khu. Sư bá, thì ra phía sau sân đậu con có lối thoát đó hả? Chúng ta chạy mau đi. Nhưng thì là hay quá. Sư ba, chạy mau đi, nhanh lên. Nhưng quá, ngươi đang giở trò gì vậy? Sư ba, nếu cho họ mắc lừa mà, dù lão hòa thượng vào đi. Đứa bé này khóc mãi không ngừng, làm sao mà gặp được lão hòa thượng? Ngoan. Họ muốn trốn bằng đường núi luôn. Được được, đi cả hồi lại. Cái điều hổ ly sơn này giảm qua mặt được bổn tọa sao hả? Sư ba, lão hòa thượng chắc chắn là ra phía sau đây chặn chúng ta lại. Chúng ta hãy thừa dịp trốn từ cửa hành động ra ngoài đi. Sư ba, ông ấy sẽ chiến hút, dù nào ở sẵn chiến lại. Nhà ngươi đang giở trò gì đây? Cần gì phải nghe lời của ngươi? Sư ba, chúng ta hạ lão hòa thượng trước rồi tính sau. Thôi được. Tóm lại, đứa bé này cũng đang ở trên tay của ta. Ta nghĩ ngươi không có dám giở trò gì đâu. Đối phó lão hòa thượng trước. Sư ba, sư ba, tại sao độc thủ với cháu như vậy chứ hả? Sư ba, 你赶快装作性命不保啊！ 好， 我今日 虽然死在你的手里， 我也要 你这小贱人 活不今。 Qua được ngày hôm nay đâu. Để bảo ra đứa bé này tôi. Đừng hại nó mà. Ta nhất định phải giết chết nó. Thật là vô lý mà. Thế sao sơn động đâu có lối thoát đâu. Vợ chồng có tỉnh chắc là còn ở trong. Đây chỉ là quỷ kế của Dương Quán mà thôi. Người đoán không có sai. Trong sơn động nó bị khoái xong, nó ngột thở hết rồi. Tại sao nhà trong bắt hết rồi đi? Còn đợi lúc nào nữa? Người đóng làm gì? Tóm lại bọn chúng không thoát được lòng bàn tay của ta đâu. Cho bọn chúng ngột thở một chút. Nếu hoặc dạy chiên chuyện gì không? Bố không mấy điểm giống như người đâu. Muốn đợi vậy, một mình đợi đi. Này sư bá, lại có người mắc lừa nữa. Đập chấm. Tôi đầu trọc hư. Anh em tiên kìa. Tôi bị trúng với châm đầu. Không nói là biết. Muốn hạ hại ta hả? Ta bị bắt lừa. Ngươi cũng bị bắt lừa. Như vậy không ai hơn ai. Giết. Nếu không bắt được vô tỉnh, ta nhất định thế mạng như ngươi. Mà tình cứ đánh mạnh nhau, lại đánh với nhau. Thật không ngờ quỷ kế của nhà ngươi công dụng thật đó. Bây giờ thì để cho họ đánh cho đã đi.
chúng ta cứ nhìn xem bọn chúng đánh như thế nào ha. Hai gái, 到底在外面干什么？ 老和thường kia rất là xảo quyệt, bộ chúng làm bộ đánh nhau trọng thương, biết đâu chừng bày mưu hại chúng ta, chờ chúng ta ra ngoài. Bọn chúng muốn gạt ta ra ngoài, sau đó lấy thuốc giải của ta. Nè cái thật, chị đã có kim. Cảm ơn nhắc nhở. Thế nào, có phải là hối hận để nhắc nhở cho ta biết? Làm gì có, sao giống như là sư phụ vậy? Tôi nể tình nghĩa sư môn, không để sư bá bị thương đâu. Vậy người hãy mau nhổ kim ở dưới đất lên đi, để chúng ta ra ngoài xem trước xem sau, còn ở đây làm cái gì nữa. Sư bá, tôi hãy đợi thêm một chút nữa đi, đợi bọn chúng phát độc qua được, chúng ta mới ra ngoài. Sư bá, chắc đứa bé đói bụng rồi đó. Sư phụ của người đâu? Không lẽ con của mình đói chết cũng không lo hay sao? Đâu phải là con của Lâm đâu, mà là con của Quách bá phụ. Người tưởng rằng lấy danh nghĩa của Quách đại hiệp tới dọa ta, ta sợ hay sao? Nếu như là đứa con của người khác thì sao những người nóng ruột như vậy muốn đoạt nó lại? Rõ ràng là nghiệt chủng của người và của sư phụ người. Đúng vậy, trong là muốn cưới cô Lộc, nhưng mà chúng tôi chưa có thành hôn, làm gì có con chứ. Ăn nói đàng hoàng một chút nha. Muốn ta ăn nói đàng hoàng hả? Thì hành động của nhà người và của sư phụ nhà người hãy đàng hoàng một chút. Mà nói gì? Cháu và sư phụ băng thanh ngọc khiết, đừng nói bậy bạ, dù không cho người ta. Giỏi cho câu băng thanh ngọc khiết, nhưng đáng tiếc thủ cung sa trên tay của nó đã mất rồi. Chửi tôi thôi không sao, nếu còn nói tới sư phụ của tôi, không có đi luôn nha. Muốn giết đứa bé hả? Nếu người không nghe lời ta, khi ta mất vui, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bóp chết nó. Bà là sư bá của tôi, chỉ cần không làm nhục sư phụ, tôi nhất định sẽ nghe lời bà nói. Được, ta không chửi sư phụ của người nữa. Bây giờ hãy ra ngoài xem chất độc của hai người đó đã bộc phát tới đâu rồi. Được. Sư má à, họ đi hết rồi, chắc là hòa thượng chúng độc bỏ trốn rồi đó ha. Đã trúng độc ngân châm của ta, cho dù có thể bỏ trốn cũng không có trốn được xa đâu. Nè sư bá, định đưa đứa bé đi đâu vậy? Đưa nó về chỗ của ta ở. Giữ nó làm gì, đâu phải sư bá sanh đâu. Người nói bậy cái gì? Muốn đòi lại đứa bé thì hãy mang ngọc nữ tâm kinh phái của mộ chúng ta tới trao đổi. Nhưng mà phải cho đứa bé bú mới được chứ. Tiểu tử kia, dám nói chơi với ta? Nói cho hồi nào đâu, đứa bé này nếu không có sữa bú thì sẽ đói chết đó. Ta còn con gái, ở đâu mà có sữa cho nó bú? Sư bá à, tôi kêu sư bá đi kiếm sữa cho đứa bé bú đó mà. Nói bà nữa hả? Được, cháu không biết nói. Đứa bé không có sữa bú, chắc chắn là đói chết mà thôi. Giờ này đây, đi đâu mà kiếm sữa cho nó bú? Như vậy đi, chúng ta xuống dưới núi tìm một gia đình nào đó, tìm một người đàn bà có con đang chào bú, cho đứa bé bú tiếp đi. Nhà ngươi quả thật có mưu kế đó.
Thì chú có mấy gia đình, để qua mấy kia xem. Mấy sáu trăm thị trấn đều là người của Mông Cổ, đã xa thành bình địa rồi. Thật là không ngờ ngôi làng này đây còn được như vậy. Tình cảnh như thế này, muốn kiếm sữa cho đứa bé để mà bú cũng không phải chuyện dễ đâu. Chúng ta đi hỏi tầng nhà xem, có lẽ cũng tìm được. Xin hỏi có ai nhà không vậy? Có ai nhà không vậy? Sư má, xem ra căn nhà này không có ai ở đâu. Thì không có lương tâm mà thứ người gì đâu à? Thôi thì tình không thứ không có lương tâm. Không có lương tâm. Thôi thứ không có lương tâm gì. Là ba xin nói cái gì nữa? Thì tình thứ không có lương tâm gì hết. Thứ không có lương tâm. Không có lương tâm. Không có lương tâm. Nè, khỏi cần gõ nữa. Quả nhiên có người. Đứa bé này đói rồi, cho nó bú đi. Bà là ai? Ta kêu người cho nó bú. Sao nhiều chuyện quá vậy? Được, người tự giết đấy đó. Con à, con à, con hãy tỉnh dậy đi, con. Ta sẽ thí mạng với ngươi. Ta sẽ thí mạng với ngươi. Làm gì vậy? Nếu như cũng giết bà thì không ai cho bé bú sữa. Ta muốn cứu con của người, mà ngươi lại nhiều chuyện hả? Sư bá, cháu đã nói rồi mà, đứa bé này phải của tôi. Tại sao lại nói con của tôi vậy? Được, nếu như con của tôi thì tại sao sư bá nói cháu nhiều chuyện? Sư bá, đứa bé này đói quá tôi. Nè, đi đây. Nè, dám giật đứa bé hả? Được, cháu không có bầu. Muốn chết hả? Xem ra có kiếm người đàn bà khác cho nó bú. Nếu mà như vậy còn giữ ngôi làng này để làm cái gì nữa? Thôi thì cho một ngọn lửa đốt hết đi. Sư bá, tại sao đứa bé không khóc nữa vậy? Nó ngủ rồi. Cháu nghĩ đứa bé khóc tới mệt. Nè sư bá, đứa nhỏ có sữa rồi. Coi đã, mấy con dê này nếu giật mình sẽ chạy tán loạn, muốn bắt cũng khó nữa. Để đó cho cháu. Sư bá, phía trước có một gia đình, đêm nay chúng ta ở tạm chỗ này. Có ai đông không vậy? Sư bá, dường như là không có ai ở. Không phải chúng ta tạm ở đây một đêm đi.
Sư bá, không ngờ lúc sư bá giữ lên cũng đẹp quá chứ. Tiểu tử người, dám nói trời với ta đó hả? Nào, có phải người muốn thừa lúc ta sơ hở giật đứa bé đi hay không? Ta đã nói rồi mà, đứa bé này phải là của cháu, là Quách bá phụ, giật làm gì chứ? Nếu như không phải con của nhà người, tại sao trên đường đi lại quan tâm cho nó như vậy? Người tưởng rằng như vậy có thể gạt được ta hay sao? Sư bá, cháu nói thiệt mà. Đừng có nói nhiều, ta cảnh cáo người. Nếu như người không có muốn nó chết, thì hãy mau mang ngọc nữ tâm kinh tới trao đổi. Người đừng có mơ tưởng sẽ vượt được nó đi. Được, 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 được. Con lại nói gì nữa sư bá cũng không tin đâu. Nghe em chút đi, cháu đi kiếm đồ ăn ha. Dương Quá khó kiếm tiền bối, hãy thay cho Dương Quá xông vào trong đồng phủ. Đi quên. Từ mối dị nhân nào đó. Đáng tiếc yêu quên không thể nói ta biết thân thế của gì từ mối này. Mối này tự xưng mình là Độc Cô Cầu Bại, chắc là một người đã đi khắp nơi để mà tìm một đối thủ. Tung hoành giang hồ 37 năm, chỉ tận thủ khẩu, bại tận anh hùng, thiên hạ vô địch thủ, không đạt gì hơn được, đành phải ẩn cư sơn cốc lạc vào dư địa. Khổ nỗi bình sinh kiếm một địa thủ cũng không ra, cho nên cảm thấy cô đơn khó chịu.
huynh. Độc cô tiền bối này bởi vì không có đối thủ ở trên đời này, cho nên đã đâm cô ẩn cư ở chỗ này cũng ước qua được. Tần Điêu đã sống chung với ổng, chắc chắn là thấy võ công tuyệt đỉnh của ông ta ha. Điêu huynh, chắc là Điêu huynh đã mai táng độc cô tiền bối. Độc cô tiền bối, Dương Quá tôi may mắn được trong sân động này để thấy di tích của tiền bối. Dương Quá rất là ngưỡng mộ, nhưng mà đáng tiếc không có danh dự chiêm ngưỡng dung nhan của tiền bối, đó là điều ân hận. Điêu huynh, chúng ta gặp nhau cũng là một cơ duyên. Dương Quá xin cáo từ. Điêu huynh muốn ở đây canh giữ đám mồ của độc cô tiền bối hay là để chung với ta? Chắc là Điêu huynh ở chỗ này lâu lắm rồi hả, không bỏ chỗ cũ, cho nên muốn ra ngoài chung với ta, có phải không? Điêu huynh, chưa để em còn sống được bao lâu nữa, để giải quyết mọi việc của cô Lâm xong rồi, ta và cô Lâm nhất định sẽ trở lại nơi đây. Nếu như có thể chôn thay ở bên mình của độc cô cầu bại thì cũng muốn kiếp này. Hẹn ngày gặp lại. Sư bá, sư bá. Ngươi đi đâu vậy hả? Sư bá, đi tìm đồ ăn. Đi tìm đồ ăn? Tại sao đi lâu như vậy? Đứa bé này đêm khuya ngủ có ngon không vậy hả? Ở đây có một cô hồn dạ quỷ lai lai giảng giảng khóc lóc không ngừng, làm cho ta bực cường chết. Nhưng mà đứa bé này đây, nó ngủ rất là ngon. Cô hồn dạ quỷ gì chứ, quỷ quái gì đây? Con thì còn đi đâu? Nghe kìa, hắn lại tới làm phiền nữa. Con à, còn đi đâu rồi à? Này sư bá à, để tôi coi thế nào ha. Có một con này quen lắm đi. Con đâu rồi? Con đâu rồi? Nhỏ à, Văn à, các con ở chỗ nào vậy? Nhỏ à, Văn à, hãy về đây đi. Bây giờ tính sao đây? Đây phải là vô lăng tiền bối hay sao? Các người còn biết điều lúc nào hết? Vô lăng tiền bối! Người là ai? Tại sao ở chỗ này? Vô lăng tiền bối, ngay cả tôi cũng nhận không ra sao. Ta là Dương Quá. Dương Quá? Vậy mới tìm hai vị võ quân đệ, cho nên đã hồ đồ. Ngay cả Dương Quá cũng nhận không có sao. Tới đây để làm gì? Hả? Ta biết rồi. Người đã hẹn với võ gì, Nho Di và Văn Di, có phải không? Tới đây để thí võ. Người tới đây để làm chứng. Thật ra hết nói nổi mà, không có chịu khuyên can chúng, còn đốc suối nữa. Được, muốn xem náo nhiệt hả? Vô lão tiền bối, đại hiếu làm rồi. Có đối thật sự là không biết tới đây để mà thi võ. Ông đại hiếu làm rồi. Không muốn ngụy biện hả? Nhưng nếu nhà người còn biết trước thì làm sao ở chỗ này? Dạ tiền bối vô tình được nghe tiếng là ó của tiền bối, cho nên tới đây coi thử. Rút kiếm đi. Tôi là dạng bối, không dám đánh trước tiền bối. Nhưng mà tiền bối lúc nào nghi ngờ tôi là người xấu, cho nên phải vô phường. Đàn chỉ cần là người sử dụng là thật kiên từ lâu rồi. Vô lão tiền bối, tôi nghĩ chúng ta đừng đánh nữa. Ông hiểu lầm tôi thiệt rồi. Hiểu lầm? Tại sao nói vậy? Tôi cho người bài học xong rồi, muốn nói gì thì nói. Tiểu tử kia, kinh công của người cũng thật là giỏi ha. Vô lão tiền bối, nhất dung dĩ quan quả nhiên lợi hại. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão già này
hết sai rồi. Cái chuyện lúc nãy ta né khó coi lắm. Nếu như thật sự tới võ, tôi đã thua từ lâu. Và người quá khiêm tốn rồi. Nếu như lúc nãy vô mà nói chút nữa trước người của ta, thì mạng của ta chắc là không giữ được nữa rồi. Ta nhất thời nóng ruột, không có suy nghĩ, ta không có nhận ra thôi. Đừng có trách ta. Ê, võ lão tiền bối, đã quá lượt. À nè, vì võ huynh đệ không ở chỗ này, tại sao lại khóc lóc ở đây? À, nói ra thì là xấu hổ. Hai anh em nó chỉ vì tranh giành quách phù mà lại tàn sát lẫn nhau. Khuyên nó cũng không được, chửi cũng không được. Ta đã tới đây lại tìm không được họ. Nhưng mà ở gần khu này đâu có thấy họ đâu. Hai đứa đều là con của ta. Ta đã hết lòng thương bọn chúng. Nếu bọn chúng có chuyện gì xảy ra, ta thiệt là không muốn xảy ra chuyện đâu. Tiền bối đừng có đau buồn nữa. Nếu như họ có hẹn tới đây, chắc chắn là ở gần khu này thôi. Cứ mãi vậy đi. Tôi cùng đường bố đi xuống chân núi, có thể tìm được họ. Ờ được, chúng ta tìm đi. Đi mau, đi mau, đi mau. Không là người hả? Sư tỷ, người bình tĩnh thật đó. Tới giờ này người mới tới, tôi đã tìm suốt đêm ở trong núi. Sư tỷ, người trả đứa bé này đi. Trả con lại cho người không phải là khó, chỉ cần trao ngọc nữ tâm kinh ra, ta sẽ trả con lại cho người. Sư tỷ, lệnh của sư phụ không thể trao ngọc nữ tâm kinh cho sư tỷ. Lệnh của sư phụ? Người cũng biết lệnh của sư phụ à? Rất tiếc, người còn giữ môn quy của phái cổ mộ, hoàn toàn không có tư cách làm chứng môn nhân của phái cổ mộ. Sư tỷ, tôi không có. Không có? Người và cái tên Tiểu Dương quá kia không có sạch sẽ, này nọ với nhau, không còn là con gái nữa. Bất trình bất tiếc, người không xứng đáng giữ lấy ngọc nữ tâm kinh. Sư tỷ, tôi và Quá Nhi thật lòng sống chung với nhau, chúng tôi không phải giống như là sư tỷ nghĩ đâu. Người đừng có đứng ở đó mà giả vờ như là trong trắng vô ngần. Thủ cung xa trên cánh tay của nhà người đã mất rồi. Chính mắt ta nhìn thấy người có mang. Và con nghiệt chủng này chính người đã sinh ra. Đứa bé không phải là của tôi, là của Quách phu nhân. Người tưởng ta là đứa con nít 3 tuổi sao? Nếu như là con của Quách phu nhân thì tại sao trong tay của nhà người? Ngoài ra Dương Quá và người tại sao lại phải hội hợp tới như vậy chứ? Đứa bé này rất quan trọng đối với chúng tôi, nó có thể cứu mạng của Quá Nhi. Rõ ràng là nghiệp chủng của ngươi và Dương Quá. Bằng không trên đường đi, tại sao hắn lại cẩn thận hầu hạ như vậy? Bởi vì sợ ta làm hại nghiệp chủng của nó. Chị định nói Quá Nhi bên cạnh chị? Hắn vì sợ ta giết chết cái tên nghiệp chủng này đây, cho nên trên đường đi không có dám xa ta nửa bước. Vậy bây giờ Quá ở đâu? Hắn đã tới khu gần đây để đuổi một gã điên. Tuy nhiên ngươi an tâm, chút nữa đây nó sẽ ngoan ngoãn trở về. Tôi đi tìm Quá. Sư tỷ, chị coi chừng giùm đứa bé nha. Bọn chúng ở đó thật kìa. Để ta cản bọn chúng lại. Khoan đã. Chờ chút, mình qua bên kia. Vô làm từ bụi, coi một chút rồi tính sau. Ờ, được được. Đại ca, hôm nay đấu với nhau, nếu như em đánh thua, cho dù anh giết chết em, người làm em với em chắc không thể sống được nữa đâu. Nếu mà để thắng huynh hả? Thank you.
hai anh em sẽ không lấy với nhau nữa. Điệt hả? Vậy thì các người tới đây làm gì? Hai chúng tôi rảnh công chuyện, tới đây luyện kiếm. Luyện kiếm, luyện nổi không ngại tới mạng sống của mình hay sao? Cố gắng thật hả? Tránh ra đi. Chuyện của anh em chúng tôi, khỏi cần người lo tới. Nếu như thật sự các người cố gắng luyện võ, ta đương nhiên là không lo. Nhưng mà các người xuất chiêu ở trong lòng, lúc nào nghĩ tới phù mù của ta cả. Nếu như ta không lo, thì ai lo đây hả? Nè, ngươi ăn nói bậy gì vậy? Để tôi nói cho các người biết nha. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ. Quách bá mẫu đã gả phù mù cho ta rồi. Gả cho nhà ngươi? Dừng quá, ngươi nói như vậy hả? Được, ta hỏi ngươi, vậy ngươi có biết hôn nhân của ngươi có mày mối hay không? Nói như vậy, anh em các người có lệnh của cha mẹ, lời của mai mối à? Dừng quá, sư phụ có lẽ sự thật muốn gả phụ mụ cho ngươi, nhưng ngươi không biết đâu, sư mẫu lại muốn kiếm một trong hai chúng ta để làm con rể của bả. Bây giờ chúng ta đều dị nhau, không có danh phận với phụ mụ. Vậy phụ mụ muốn lấy ai? Bây giờ nói quá sớm. Nói quá sớm hả? Hả? Hai đêm các người lúc nào nghĩ rằng mà đúng ha. Quên gì? Dù quá người nói gì, không lẽ tôi nói sai sao? Sai rồi, đương nhiên là sai. Quách bá mẫu thật sự đã gả phù mụ cho ta. Bằng không hả, ta đâu cố gắng hết sức để cứu nhạc phụ nhạc mẫu của ta chứ. Tất cả vì nể tình phù mụ mà thôi. Phù mụ vẫn thường nói với ta, các người bám theo cô ta như con chó vậy. Cổ đã nói là hai người cũng đều thích hết. Thật ra không có thương người nào đâu. Dữ quá, đó là lời nói một mặt của người. Nói tóm một câu, phù mụ là vợ chưa cưới của ta. Vì vậy sau này ta sẽ bắt nhân hảo hòa hiệp, rằng lập các bạn thương nhau hết mình, tình ý triền miên. Anh em các người làm ơn làm phước đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nói gì đi hả? Được, cái chuyện hôm nay ta để tình nhạc mẫu của ta không chấp nhất các người. Các người lập tức gì tương vương để mà cùng nhạc phụ nhạc mẫu của ta. Hãy nghe cho kỹ đây, đêm canh giữ cửa thành. Được, Dương đại ca, tôi xin chúc cho đại ca và Quách sư muội phước thọ vô cương, và anh em của tôi đi tận thiên nhai, không trở về đi nữa. Nho Nhi, Văn Nhi. Cha. Nè tụi con à, chúng ta cùng đi đi. Dạ, tại sao ra chỗ này mặc kệ ta? Tiểu huynh đệ à, ân tình hậu nghĩa của người đối với lão phù nhớ mãi trong lòng không quên đâu. Tên tiểu tử kia nói chưa chắc là thật đâu. Hai người đừng nói bậy nha, ta không có kêu Dương huynh đệ đi kiếm các người đâu. Đại ca, hay là chúng ta trở về Tư Dương tìm phụ mụ để hỏi cho rõ ràng. Hai người phải tin lời với Dương huynh đệ chứ, có hiểu không? Nè, hai vị võ huynh đệ, hai chữ phụ mụ không để cho các người tự tiện kêu đâu nha ha. Cho các người biết, từ nay về sau hai chữ phụ mụ các người không được gọi, nghĩ trong lòng cũng không được. Không ngờ ở trên đời này lại có người ngang tàng vô lý như người. Tên họ Dương kia, ta kêu phù muội kể mười mấy năm nay rồi, không những là ngày hôm nay, sau này vẫn còn kêu phù muội, phù muội. Tại sao lại đánh ta? Đừng cứ động võ mà. Cha, chính hắn ra tay trước. Đúng vậy, người vậy thì người có lỗi đó. Vô lão tiền bối, vậy thì muốn giúp ai đây? Thôi đừng như vậy, bây giờ hãy ngồi yên ở bên kia đi. Cháu không có đả thương tụi nó đâu, và em không lấy mạng tụi nó đâu, hả? Cứ gì xem náo nhiệt. Được. Nếu như ta nói nhạc mẫu của ta lo cho ta, các người chắc chắn là không có tình đâu. Thôi vậy đi, ta dùng cái cây này, còn anh em các người hãy dùng kiếm đi, hả? Các người có thể dùng võ công mà nhạc phụ nhạc mẫu của ta đã truyền thụ, và cũng có thể dùng nhất chiêu chỉ vô trong thúc đã dạy cho, ha. Còn ta đây, ta chỉ dùng võ công của nhạc mẫu ta truyền thụ thôi. Nếu như ta dùng bất cứ một chiêu nào của môn phái khác thì như vậy ta đều thua. Nhưng mà chứ quá,
Nếu như ngươi dùng một chiêu của toàn chân phái hay là phái cổ mộ, như vậy là thế nào? Được. Nếu như ta thua, sau này ta nói một lời với phù muội, hay là muốn nhìn mặt cô ta, thì thua loài trâu chó, là kẻ vô liêm sỉ. Xuất chiêu. Hai con không sao chứ? Ê, hai con cũng kỳ thiệt. Vì một người đàn bà mình làm mất mặt của mình, thiệt là khó coi quá đi. À, cha không phải như người con gái mà đau buồn suốt đời hay sao? Con à, đại trượng phu sợ gì không vợ chứ? Cái điều quan trọng nhất là ba cha con của chúng ta phải trả thù cho mẹ. Đúng, phải trả thù cho mẹ. Ba cha con chúng ta đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm được con nữ ma đầu kia. Lý Mặt Sầu, người sẽ biết lại làng. Mẹ, thầy bối à, đừng ra tay. Hãy nghe lời thầy hả? Dương huynh đệ, có lời gì giết chết nữ ma đầu thì tích ra. Thầy bối này đừng đánh nữa. Thầy ba, hãy chạy tới đây tôi đưa đi. Sư bá, ta sẽ gọi bá là sư bá. Nhà sư điệt, hãy chặn đường thoát thân của gã điên kia. Đứa bé này để cho ta bầu. Họ Dương kia, hóa ra nhà người có chính lý cho nữ ma đầu này. Nhỏ nhi, Văn nhi, tấn công cái gã họ Dương kia đi. Dạ. Một nữ ma đầu này để cho tập thí mạng. Nói các người biết, tôi không giúp đại hết. Đừng có làm hại tới đứa bé. Như vị công tử, tôi nghĩ hai vị cũng là người đa tình. Ngày hôm nay thà chết cho các người, hãy đi mau đi. Ngươi là kẻ lang tâm cửu phối, đừng có nói đa tình hay không đa tình. Tiểu tử kia lại không biết phải quấy. Hãy đi lấy đi. Đừng tới đây. Nếu mà ngươi dám giữ thì ta sẽ dùng sức. Ta nghĩ đứa bé này chắc khó sống quá. Sư bá, hãy đưa đứa bé đi. Tránh ra. Nhỏ nhị, giặc nhị, chữ tử kia, tôi thấy bạn với ngươi. Nè, cho đến sau này ta thành bước cổ má nghe học gì ra đang làm các bạn thương nhau hết rồi cô cháu này nè. Ở chung với ta, hẹn chi vợ chồng có Quách đại hiệp không để cho ta thành hôn với quá. Xưa nay quá không chịu nói với ta, chắc là sợ ta đau buồn khó chịu. Quá nhì đối với ta lúc nào cũng tốt.
quan gì lại không giết Quách Đại Hiệp để trả thù cho cha? Thì ra là vì Quách cô nương. Chắc là hắn nói với Quách cô nương cũng tình thâm nghĩa trọng. Thanh Nghĩa, ta nên một mình trở về phủ mộ cho rồi. Người và tiểu tử Dương Quá này nói với nhau, ăn ở với nhau, đã không còn con gái nữa. Người bất trình bất tiết, hoàn toàn không có tư cách làm trưởng môn của phái cổ mộ. Long cô nương, tại sao lại gặp cô ở chỗ này? Nguy cơ ở trong thành đã qua rồi, cô có thể về được đó. Dương Quá huynh đệ đâu, không có đi chung với cô sao? Quan Nhi, Quan Nhi, Quan Nhi đang ở phía trước, hãy mau kêu Quá Bồng con gái Quách Đại Hiệp tới Tuyệt Tình Cốc độ thức dậy đi, mau lên. Đây là Thiên Trúc thần tăng, tôi đưa ông tới đây để quay bệnh cho Dương huynh đệ. Quan Nhi phải lập tức tới Tuyệt Tình Cốc, nếu như trễ thì mạng sống sẽ nguy hiểm ngay. Ta Long cô nương, tại sao không đi chung với chúng tôi? Ta không thể nào đi chung với khác người được. Để cho Quan Nhi nghe Quách cô nương. Long cô nương, Long cô nương, cô đi đâu vậy? Cô đi tìm Dương huynh đệ hay sao? Quan tâm cho Dương huynh đệ như vậy, tại sao cái lúc sống chết này lại bỏ đi chứ? Sự thật khó hiểu quá. Người con gái kia thân xác chưa chết, mà trái tim đã chết rồi. Ngăn chầm của Lý Mạc Sầu có thuốc giải hay không? Không được, tôi nhất định phải cứu cô ta. À, không được, cứ mặc kệ ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao ăn nói với mẹ của chúng nó đây hả? Nè, đừng cãi ta, mình đừng cãi ta. Còn 5 ngày nữa chắc độc thần hòa nó sẽ bộc phát. Ở trên đời này sống thêm 5 ngày, sống hết 5 ngày, đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Ta phải dùng đời sống còn lại của ta để cho con khác người được gì. Tại sao lại không được chứ? Thank you.
Dương huynh đệ tỉnh rồi. Dương huynh đệ à, người tỉnh rồi hả? Dương huynh đệ à, cứu mạng của người đối với hai đứa con của tôi không biết làm sao để mà đền đáp. Dương huynh đệ à, sư thúc, sư thúc à, sư thúc, Dương huynh đệ mới vừa tỉnh dậy đó. Cảm thấy thế nào? Này Dương huynh đệ à, ngươi nằm yên đi, đừng có cử động nha. Sư thúc, hãy xem thế nào. Bây giờ tôi ở đâu? Cô Long đâu? Cô đang ở đâu? Cô Long Dương huynh đệ, Dương huynh đệ. Nho Nhi, Danh Nhi, hai con tỉnh rồi hả? Vậy thì tốt rồi, hơi tốt rồi. Không có sao đâu, cha yên tâm đi. Con cũng không sao. Không sao thì được rồi. Cha đây không có lỗi với mẹ của con nó qua đời, vậy thì hay quá. Sư thúc, chắc độc trên mình của họ đã sạch hết rồi. Vậy cảm ơn trời đất, nếu như vậy tôi được yên tâm rồi. Cha, chỗ này là chỗ nào vậy? Chỗ này là một nông trại bỏ hoang, chúng còn đã trúng độc cho nên tạm thời ở đây. Ngày mai sẽ trở về Tương Dương. Cha, con về Tương Dương, con và đại ca sẽ trở về Đại Lý. Phải, tụi con trở về Đại Lý, không trở về Tương Dương nữa đâu. Xin cáo từ. Cáo từ. Giang Nhi, Nho Nhi, các con hãy đứng lại cho cha. Hai con này không ai được đi cả, cha nói là không có được đi. Nghe rõ rồi chưa? Cha, không phải cha muốn tụi con liền khỏi Tương Dương trở về Đại Lý hay sao? Cha về chung với tụi con đi. Cho dù có về cũng không phải gấp như cái lúc này. Nè, Dương huynh đệ chưa có tỉnh lại là do hắn cứu người đó. Cha, tụi con... Ây da, tụi con trúng độc của Băng Trâm. Nếu không nhờ Dương huynh đệ hút độc cho tụi con thì bây giờ tụi con còn trúng độc nằm ở đây nữa đó. Bây giờ các con bỏ đi như vậy yên tâm được sao? Sư phụ sư mẫu của các người bình thường dạy dỗ các người như thế nào? Có câu đại trượng phu ân quán phân minh, nhận người ta một chút phải trả gấp bội lần. Dương huynh đệ có ơn cứu mạng đối với các người, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói lại bỏ đi như vậy, đó là hành động của đại trượng phu hay sao? Các người chết đi sống lại phải luyến tiếc tình anh em, cởi mở trong lòng, bỏ qua hết nhi nữ tri tình, sau này vì dân vì nước, là một đại trượng phu thật sự đổi trời đập đất. Đa tạ chú sư bá dạy dỗ, tiểu đệ thọ giáo. Nhớ kỹ, từ nay về sau đừng để cho cha các người bận tâm nữa. Cha, cũng tại con không có nghe lời làm cho cha phải bận tâm. Ê, như vậy mới là đứa con của cha. Sư thúc à, Quách huynh đệ thế nào rồi? Hắn tỉnh lại một lúc lại mê man nữa. Chất độc qua tình ở trên mình của Dương huynh đệ có thể hóa giải được không? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. À thế nào? A Di Đà Phật. Dương huynh đệ hút chất độc dùm cho hai người này, chất độc đó chỉ cần nuốt vào trong miệng lập tức chết ngay. Nhưng mà hắn vẫn còn sống tới giờ, và chất độc tình qua ở trong mình lại không bộc phát. Tôi tin chắc đó là cái hậu quả điều mà người ta thường nói. Dĩ độc trị độc, hai loại chất độc tương xung tương khắc, Dương huynh đệ mới không có sao. Phải, tôi nghĩ là như vậy đó. Nói như vậy Dương huynh đệ được cứu sống mà. Cái đó chưa chắc, bởi vì lão nào không có rõ ràng về chất độc của tình qua cho lắm. Cho nên ở trong lúc này đây, ta không chắc chắn cứu được Dương huynh đệ đâu. Còn Dương huynh đệ bây giờ? Bây giờ không có nguy hiểm tánh mạng. Sư thúc, ngày mai chúng ta đưa Dương huynh đệ tới thành Tương Dương, rồi mới tìm cách sau để trị độc ở trên người. Phải rồi, sư huynh, Long cô nương tại sao lại bỏ đi như vậy hả? Long cô nương đâu có gặp cô ta. Cái đó mới lạ. Chúng tôi đã gặp Long cô nương, chính Long cô nương đã cho chúng tôi biết Dương huynh đệ ở tại chỗ đó. Nhưng mà chúng tôi thật không có gặp cô ấy mà. Nè hai con, có gặp cô ta hay không? Cha, Dương huynh đệ lớn tiếng, sư đệ của chúng con là nhạc phụ của hắn, không cho chúng con nhớ tới phù muội. Chúng con giận điên lên, không để ý tới người chung quanh. Đúng rồi, cháu cũng không có để ý. Ta hiểu rồi.
Long cô nương chắc là nghe lời đó của Dương huynh đệ. Long cô nương đã thật sự rời khỏi thành Thương Dương rồi. Là người chị song sanh của con Song Nhi bây giờ thế nào rồi? Anh Tĩnh, hồi nãy anh đi đâu vậy? Đi tuần ở trên thành Long, kêu các thủ vệ canh phần cẩn mật để phòng tặc binh lần lượt vào thành. Anh Tĩnh à, vết thương vừa mới bình phục thôi, mấy cái chuyện đó anh hãy giao cho lỗ trưởng lão coi giùm đi. Không, anh phải đích thân đi coi, bằng không không yên tâm. Em Dung, anh không có sao đâu, yên tâm. À, phải rồi. Anh Tĩnh à, hồi nãy anh đi tuần tra, anh có nhìn thấy Long cô nương và Quá Nhi hay không? Không thấy. Lại nghĩ tới sự an nguy của Song Nhi, Chu sư huynh đã đưa Thiên Túc thần tăng đi tìm Quá Nhi, tới giờ này không có kết quả gì. Theo đúng lý, chất độc ở trên mình của Quá Nhi phải bộc phát rồi, không lẽ đưa Song Nhi tới Tuyệt Tình Cốc hả? Quá Nhi hành động xưa nay thì là khó dự đoán. Em nghĩ tính mạng của Song Nhi chắc khó mà giữ. Sự việc tới giờ Song Nhi là quà hai phước, đành phải phó mặc cả cho trời. Nếu như vậy, anh hãy để cho em đi một chuyến tới Tuyệt Tình Cốc đi. Không, một trăm chuyện có thể chịu em, nhưng không để cho em đi tới Tuyệt Tình Cốc đâu. Giờ Dương Quá không biết rõ sống chết, dù có lấy được thuốc giải cũng hoài công mà thôi. Nhưng mà Song Nhi nữa. Chúng ta còn một đứa. Hai chị em tụi nó vừa mới ra đời, chưa có gặp mặt nhau là đã chia rẽ như vậy rồi. Ngay cả gương mặt của Song Nhi em cũng chưa có được nhìn rõ, không lẽ là phải vĩnh biệt hay sao? Đừng nói vậy nữa. Anh là cha của nó, chính anh phải tìm được nó. Nhưng bây giờ thành Tương Dương mới vừa qua một kiếp chưa có ổn định được, anh tuyệt đối không liệt khỏi thành được đâu. Quá đại hiệp, Triệu Quẩn nhị đạo trưởng xin gặp. Mời họ ra sảnh chờ đợi. Dạ. Hai vị chờ đâu rồi? Quá đại hiệp. Dạ. Mời. Lúc nãy trong thành hỗn loạn khắp nơi, quân địch thừa dịp vào thành, cũng nhờ như vậy ra tay giúp đỡ. Quách mỗ xin cảm ơn nhiều. Quách đại hiệp quá lời, chúng tôi chỉ góp sức của mình mà thôi. Quách đại hiệp, thành Tương Dương trước mắt tạm thời đã khỏi nguy nan rồi, chúng tôi xin cáo từ. Hai vị tại sao lại tới vội vã như vậy? Ở nhà có tin ban tới, mấy vị sư thúc bế quan luyện công, ra lệnh cho chúng tôi lập tức trở về Trùng Dương Cung. Nếu quý phái có chuyện gấp, tôi không dám làm phiền đâu. Sáng sớm ngày mai chính tôi sẽ đích thân tiễn hai vị. Ấy, không dám làm phiền tới Quách đại hiệp. Phải chứ. Đã khuya rồi, không dám làm phiền tới sự an nghỉ của Quách đại hiệp và phu nhân, xin cáo từ. Cáo từ. Công tiễn, mời. Mời. Sư đệ à. Sư huynh, chuyện gì vậy? Huynh muốn hỏi đệ một chuyện. Sư huynh, em không biết sư huynh nói gì. Đệ thật sự không có hiểu, hay là giả giờ không hiểu đây? Có nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng tới như vậy đâu.
Anh... Trước mặt chân nhân đừng có nói láo. Ở trong lòng khao khát gặp cô ta, cho nên là hoàn toàn không muốn rời khỏi thành Tương Dương. Triệu Sư Huynh, anh nói gì kỳ cục vậy? Trước mắt của ta đừng có giả vờ lập bộ. Ở trong lòng của đệ rất là thích cô ấy, ta đây rõ ràng lắm mà. Triệu Sư Huynh, anh muốn làm sao mới chịu tha cho em đây hả? Quá ăn gì cả mọi người. Tóm lại, quá chỉ còn sống mấy ngày mà thôi. Quá bấm xuất tụi cho Quân Lộc. Cho dù là ở trên đường cái biển, quá cũng sẽ chống đối bên nhau. Quân Lộc, quá đã lấy lại bá lửa đầu. Quá bá lửa, đại nhân đại nghĩa, vì nước vì dân. Cô Lâm à, hãy cảnh đi quá mau về quá bá đi. Quá nhiều quách cô nương, cho nên không nhẫn tâm giết chết quách đại hiệp. Ngay cả mạng sống của mình cũng không màng tới. Tại sao quá không chịu nói thẳng với cô? Còn gả cô nữa. Sẽ mang tình kiến nghị trao cho quách cô nương để cho họ thành đôi thành cặp. Kiếm cũng có cặp có đôi. Lúc đó quá nhiều sẽ vui vẻ ở trong lòng. Sư đệ, giờ này đây, huynh không có tin đệ đây, có thể định tâm để mà ngồi thiền. Đừng có giả vờ lập bộ nữa. Hãy chấp nhận cái chuyện đó đi, hả? Ở trong lòng của đệ, không thể nào quên được tiểu long nữ đâu. Nếu như con muốn trở về Trung Nam Sơ, chỉ cần lên tiếng, huynh có thể chuyển lời với khu sơn bá mà. Sư huynh, anh ngày đêm hành hạ em như vậy, thật ra anh muốn cái gì đấy chứ? Trong đời của nhà ngươi hiểu rõ mà. Anh kêu em làm cái gì em cũng làm hết. Chỉ năn nỉ anh đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Sư phụ sư bá ai cũng khen đệ là người bình tĩnh, quỷ thác trọng trách, kỳ vọng rất nhiều nơi đệ. Biết đâu chừng sau này huynh còn phải nghe lời của đệ nữa đó ha. Có đúng như vậy không? Bây giờ huynh muốn đệ làm gì đây? Muốn cái gì? Có phải muốn em chết trong mặt anh mới chịu hay không? Ê sư đệ, tại sao lại nghĩ như vậy? Huynh không phải là người như thế này đâu. Nhưng mà huynh không biết tại làm sao nữa. Lúc nào cũng không kẹp được, không nói không xong. Anh... Long cô nương. Ý? Cô đang khóc hả? Xảy ra chuyện gì? Quách cô nương, quá nhi tâm địa hiểm lương, đời sống cô đơn, cô phải đối xử tử tế với quá. Ảnh là ảnh, tôi là tôi, đâu có mắc mớ gì, sao phải đối xử tử tế? Hai người vốn là một cặp trời xanh. Hãy kêu quá quên tôi đi, tôi không có trách quá đâu. Đây là thuộc nữ kiếm, cùng với quân tử kiếm của quá nhiều đúng ra là một cặp. Hãy cầm lấy, từ nay về sau cô và quá nhi thuộc nữ quân tử trở thành một cặp. Đủ rồi, đủ rồi, mở miệng ra là tiểu long nữ vậy, nói đủ chưa? Xem nè,
Nghe đến tên cô ta là chịu không có nổi rồi. Sư đệ, tại sao dám làm không dám nhận chứ? Sư huynh, chỗ này là nhà của người ta. Nếu như để người khác nghe được, thì danh dự của toàn chân giáo để ở chỗ nào? Ngươi còn nghĩ tới danh dự của toàn chân giáo sao? Cái cảm giác đê mê của đêm hôm đó ở tại Lùng Hoa, Trung Nam Sơn, thì ta hỏi người đó. Trung Nam Sơn, có nghĩ tới toàn chân giáo hay không? Không lẽ cái đêm đó ta đã bị hắn? Tưởng em không biết hay sao? Anh ghen ghét với em, ghen ghét với phước thần viên đó của em. Em còn nhớ đêm đó trong Lùng Hoa, một mình Tiểu Long Nữ luyện công quá độ, cho nên thần trí mê man mới để em toại nguyện được. Em cũng không có chối đâu. Nếu như không phải em tự động nói cho anh biết thì anh cũng đâu có biết, đúng không? Sau cái đêm đó em nói với anh rồi, anh không ngừng hành hạ em, làm nhục em. Nhưng mà em hoàn toàn không hối hận. Em hoàn toàn không có hối hận. Không được, Ngâm Ly lão, chúng ta vừa quá nhiên. Nếu hoàn toàn không có hối hận thì đúng ra nhà ngươi không cần nói với ta. Nhưng mà nhà ngươi không cần được nỗi vui mừng ở trong lòng, phải tìm một người nào đó để mà nói ra. Được lắm, mỗi ngày ta đều nói với nhà ngươi, lúc nào cũng nhắc nhở cho ngươi biết. Tại sao nhà ngươi không nghe tới sợ hả? Được, anh nói ra ngoài đi, cho dù người trong thiên hạ biết hết em cũng không sợ. Ta không ngừng nhắc đến cái tên Tiểu Long Nữ, ta muốn cho nhà ngươi nghe nhiều sẽ thấy chán ngán, để rồi nhà ngươi quên hẳn. Đây là lộc tốt của ta đối với nhà ngươi đó, có biết không? Đừng có nói dễ nghe tới như vậy, lòng dạ độc ác của anh, không lẽ em không biết hay sao? Lòng dạ của ta độc ác ở chỗ nào? Thứ nhất, anh ganh ghét với em. Thứ hai, anh giận Dương quá. Anh muốn nói cái chuyện này ra để cho thầy trò ôm hận suốt đời. Đúng vậy, ta sẽ để cho gã Dương quá kia chịu khổ suốt đời. Quá gì? Vậy mà hả giận trong lòng của ta. Nhưng mà hắn giỏi võ công, cả hai chúng ta đều không phải là đối thủ, phải không? Bắt được cắt ké đó. Chưa chắc ba cái võ công tà quái tà đạo của hắn không có gì đáng sợ. Truyền môn võ công của toàn chân giáo của chúng ta là chánh tông võ thuật của thiên hạ, chúng ta làm sao sợ cái tiểu tặc kia? Nếu để không tin thì cứ chờ xem đi, ta sẽ để cho cái tên tiểu tặc chúng kia hắn mất mạng một cách đàng hoàng. Ta sẽ chặt gãy tay gãy chân của hắn, ta để cho hắn sống cũng không có được mà chết cũng không được. Không ngờ sư huynh lại hận Dương quá tướng như vậy. Sư đệ, tới lúc đó ta để Tiểu Long Nữ ở bên cạnh nhìn rõ. Ta nghĩ chắc chắn là ngộ ghê lắm đó. Đó là sự mong mỏi của sư huynh. Võ công chính tông của chúng ta chưa chắc gì có thể đánh lại bằng món tà đạo của người khác. Đồ thôi kia, phản đồ của toàn chân giáo. Người đó này nói với Tiểu Long Nữ, ngay cả võ công người ta cũng khen nữa hay sao? Anh nói bậy gì vậy? Đừng có dồn dập người ta quá đâu nha. Người là tên phản đồ, làm nhục sư môn, là tên phản bội toàn chân giáo. Lại dám ra tay nữa hả? Bị người ta hành hạ ngày đêm như vậy, trước sau cũng chết. Vậy hôm nay để cho anh giết chết em đi cho rồi. Không biết xấu hổ. Ai ai? Tìm cách trốn đi. Lời của các người nói hồi nãy có phải là thật hay không? Phải, đều là sự thật. Hãy giết tôi đi, Long cô nương. Hãy giết tôi đi. Cho dù ta có giết 1.000 người, 1.000 người, không còn là một người con gái trong trắng, cũng không thể thương Quán Nhi giống như là ngày xưa được. Ta nghĩ chắc là cô ta điên rồi. Mau trốn mau đi, chạy mau.
Cũng may là cổ không có được theo. Sư đệ à, tại vì ta kéo sư đệ chạy lẹ đó, còn không là chết với kiếm của cổ rồi. Em cũng dự trù chết với tay kiếm của cổ. Người muốn chết hả? Ta không muốn chết đâu. Nếu người muốn chết hả, đi trả lại đi. Cô đuổi ta rồi. Chạy mau, chạy mau. Long cô nương, cô cứ việc giết tôi đi, hãy ra tay giết chết tôi đi. Không phải là ngươi, tuyệt đối không phải là ngươi. Ta giết chết nhà ngươi cũng vô dụng. Xét ra cô ta còn muốn giết người rồi. Chạy máu. Thiệt là nguy hiểm. Chạy cả mấy chục dặm đường rồi, kể như là chạy thoát tay cô ta. Ở trước có dòng suối kìa, tôi đã uống miếng nước cho nó đỡ khát đi. Sư đệ à, nếu như cô ta muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, chắc là có âm mưu gì đó. Âm mưu gì bây giờ? Huynh nghĩ có lẽ là muốn bắt chúng ta ở trước mặt đại hội để nói ra cái chuyện xấu xa của đệ đó, để cho toàn giáo giáo chúng ta từ đây ngóc đầu không nổi. Vậy đâu có được. Sư phụ đối với em ân trọng như núi, bây giờ vì một mình em mà hủy hoại toàn chân giáo, như vậy đâu có được. Ê, bất cứ giá nào cũng đừng rơi vào tay của cô ta nha. Nếu vậy còn khó chịu hơn là chết nữa đó. Mau chạy đi, chạy mau đi, đi chạy đi. Kể như dứt khoát với cô ta rồi. Có được rồi, đi mau đi. Hả? Sư huynh, em nghĩ thoát không có được đâu. Hay là để cho cô ta muốn chém muốn giết, tùy ý cô. Nhà ngươi chết là đáng chết rồi, ta không có lý do gì trách trụng nhà ngươi. Chạy mau đi. Không, không muốn trốn nữa đâu. Nè, bây giờ ngươi đi hay không đi? Đập cho nhà ngươi tỉnh. Đánh em. Chạy đi, chạy mau đi. Nè, tính ra. Lạ quá. Cuối cùng đã thoát được từ luân nữ rồi. Chuyện gì đây? Không đành xa cô ấy hả? Đừng có mất hồn mất vía nữa. Đi suốt cả ngày rồi, vừa mệt vừa sợ. Chúng ta đem cắp hai con ngựa rồi sau đó ăn đồ. Ăn cắp ngựa? Quân Mông Cổ cấm trại gần đây, lại muốn ăn cắp ngựa? Không có ngựa làm sao trốn khỏi tiểu luân nữ, tối ngày cứ theo mình hoài. Đi mau đi. Đại gia, ta tới đây nè. Như vậy đại gia, mời vào trong ngồi. Mời. Vậy đại gia, xin hỏi muốn dùng gì hả? Cho bữa cơm chay, vài cái bánh bao. Dạ được, có ngay. Mời dùng trà trước đi.
Nè, uống trà trước đi. Nè, sau khi ăn đồ xong thì trốn bằng cửa sau nha. Kiếm ngựa rồi trở về Trung Nam Sơn. Đừng để cho tiểu hồng nữ chạy theo nữa. Như vậy đại gia, đồ ăn thôi. Hai con người phía sau là của ai vậy? Ờ, là như vậy đại nhân hả? Người có biết hai con người phía sau là của ai không hả? Tôi đâu có biết. Là ngựa của chúng tôi, chuyện gì? Ở đâu tới đây? Ngựa của tôi nuôi ăn thua gì tới các người hả? Bạn trộm hay là mua gì? Cái gì mà ăn trộm với mua? Là do bản đại gia nuôi tại Quan Trung đó. Thì là vô lễ, người dám vô lễ ta vậy? Bắt luôn. Tại sao bắt người ta? Đồ ăn cắp ngựa. Dám ăn cắp ngựa người muốn cổ chúng ta? Tại sao dám nói con ngựa đó là của các ngươi? Ngựa chúng ta ở phía chân sau đều có vết rằng, người dám chối? Ai nói đây là quân mã của mông cổ các ngươi? Đó là ngựa của chúng tôi, cũng thích đóng dài ba con dấu. Không lẽ cũng phạm pháp nữa hay sao? Dám nói chuyện vô lễ ta vậy? Ta chốn cái này. Bất tài vậy mày dám làm xấu ở chỗ này. Hãy đi chỗ khác mau cho ta. Đại gia. Trưởng quầy, hãy yên tâm đi. Chúng tôi ăn đồ xong sẽ lập tức đi ngay. Hãy mang đồ ăn tới đây. Không phải đâu đại gia, không phải đâu đại gia, không phải đâu. Không phải đâu sư huynh. Hắn sợ khi chúng ta đi rồi, quân Mông Cổ tới đây đòi người đó. Nếu mà như vậy hả, chúng ta không có đi đâu hết. Trưởng quầy, đứng lên đi. Dạ. Đại gia chúng tôi làm việc tự mình chịu trách nhiệm, không có liên lụy tới các người đâu. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Ngày hôm nay chúng ta bực tức ở trong lòng. Nếu như bọn chúng còn dám trở lại đây, chúng ta phải đánh chúng một trận cho đã tay. Tiêu Nhiên, mang đồ đạc lên. Dạ.